thức dậy, lạy Đức Kitô, mặt trời công chính. Chúa thật là ngày mới đã lên ngôi, Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người, cho đức hạnh lại trói người kiều diễm. Thánh thi kinh sáng mùa chay. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không dội nước. Thánh Vịnh 62 câu 2. Thói quen dâng ngày mới cho Chúa và mẹ Maria ngay từ khi thức dậy đã có sẵn nơi tâm hồn mỗi người Kitô hữu. Nhờ mỗi chúng ta đã được cha mẹ dạy dỗ ngay từ thời còn bé, chúng ta đã biết ý thức dâng lên Thiên Chúa và mẹ Maria ngày mới bằng một vài câu kinh đơn sơ và quen thuộc. Chúng ta có thể vẫn tiếp tục thực hành như thế. Tuy nhiên, chúng ta có thể thêm vào một trong hai bài thánh vịnh và thánh thi ở trên để hâm nóng thêm lòng khát khao Thiên Chúa của ta. Chúng ta sẽ sống với muôn tạo vật, sẽ có nhiều giao tiếp. Chúng ta phải tìm kiếm tiền của để nuôi sống bản thân, gia đình và để trợ giúp người khác. Nhưng chúng ta đoan hứa với Chúa, chúng ta xác định con đường sống của ngày hôm nay, của ngày mới này là đi tìm Thiên Chúa, tìm kiếm Chúa suốt cả ngày sống 24 giờ, tìm kiếm Chúa ngay từ rạng đông, tìm kiếm và khát khao Chúa thật mãnh liệt như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước đang mong nước xuống, nước ngấm vào mình. Bài thánh thi nhắc nhớ cho ta biết rằng ngày mới này là của Chúa Kitô, là chính Đức Kitô. Ta hãy đón nhận ngày mới này, hãy ôm ấp lấy ngày mới này với hết tâm tình cảm tạ. Vâng, ta mong ước cả ngày sống mới này là được sống trong ánh sáng của Chúa, ánh sáng của mặt trời công chính, để ta thoát ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của những cám dỗ nghiêng về sự dữ, nghiêng về điều bất chính. Chúa Kitô là đấng kêu gọi chúng ta ra khỏi miền u tối mà bước vào nơi ánh sáng diệu huyền. Ta được sống trong bình an, Ngài là Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, nên từ chốn cao vời như phần đông đến viếng thăm ta, soi những ai ngồi trong bóng tối tự thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Chúa ban ơn trợ giúp và bản thân ta cũng cố gắng để trở thành con cái của sự sáng, ăn ở như con cá sáng theo lời Chúa mời gọi. Ánh sáng của các con phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh Cha của các con đấng ngự trên trời. Matthew 5:14-16. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đụng cái này nha. Cam con đi đâu đưa hả? Nè đi, ta thấy hát đây hả? Hát rồi mới hát con.